tên An Nhỏ Miền Quê. Thì bữa hôm nay nhà mình cũng đang làm nhà, nên là mình đem xuống ngay chỗ nhà bếp á, mình làm một món bánh. Đó là bánh cuốn. Thì ở đây mình sử dụng cái bịch bột bánh cuốn pha sẵn 400g. Thì cái nhân bánh cuốn mình sẽ sử dụng thịt heo mình bằm nhuyễn nè. Đang mùa Covid giãn cách xã hội nên là ở nhà mình có cái gì thì mình làm cái đó. Ở đây mình có một củ sắn, nấm mèo thì mình đã ngâm sẵn và một ít hành lá để mình làm cái mỡ hành tí nữa cho cái bánh của mình nó được thơm hơn. Mấy chị em của mình ở cùng một xóm nên là cũng tới để phụ làm được. Chị hai đang lọc củ hành tím á, để mình chuẩn bị mình ướp thịt xay. Còn củ sắn với nấm mèo thì mình sẽ nhờ chị Hồng phụ sắc. Dịch thì dịch nhưng mà mình ăn thì vẫn ăn á chị hai. Nhà gần sát bên mà. À, nhà gần sát bên là không có sợ. Nếu đi đi chung cũng vui. Đi chung nó không chịu à. Chịu đi. Vẫn xinh tươi trong mùa dịch. Dạ. Thôi chị ướp đi. Chị khẩu vị của chị ngon hơn. Dành dành rồi chị Hồng chỉ dành cái rồi. Dành đi chị. Nè. Thôi em ướp đi. Để chị sắc cho. Tại vì ở trong nhà bếp của mình á, nó thấp á, nên là ánh sáng nó hơi tối. Âm thanh thì lớn. Âm thanh thì lớn. Sao miệng em quá trời em không biết. Phải em truyền cho chị Hồng ít được đảo cái máy. Chị Hồng cũng nói lớn mà sao vô đây nghe nhỏ xíu à. Chị cũng lớn nha. Bởi vì thường thường chị la làng vậy mà sao vô nói tiếng gì nhỏ xíu. La làng phải kiểm tra. Hồi nãy giờ lo nói em quên nữa. Cái này chị ướp gì vậy? Muối, hạt nêm, tí đường, tí tiêu, tiêu, gấp hành với củ hành. Rồi giờ mình trộn lại để cho thấm gia vị á. Chút nữa mình sẽ xào mình làm cái nhân. Củ sắn này mình sắc nhuyễn nhừ luôn rồi mà mình vắt nước phải không chị Hồng? Ừ. Bánh cuốn nóng này mình ăn với rau gì chị? Mà giờ đang mùa dịch này đâu ai bán, giãn cách xã hội rồi. Hay là giờ có rau giúp cá được không chị? Chắc không hợp quá ha. Để em đi coi cây có cây quế nào không, em hái mấy lá quế. Không, mình căng nước mắm mình ăn lại. Giờ mùa dịch này căng quá, không có ai bán mua đâu được. Chị Hồng đang làm nhân cũng sắp xong rồi, để chỉ còn xào nữa. Thì trong thời gian đó mình sẽ pha bột để cho bột nó nở á. Giờ mình sẽ pha 400g bột bánh cuốn với 1 lít nước. Một lít nước giờ mình đổ từ từ vô. Rồi giờ mình cho hết nước vô luôn. Sau khi bột nó đã tan rồi giờ mình để hết nước vô luôn cho cái bột nó nở. Tí nữa để cho cái bánh nó mịn thì mình sẽ rây. Cho một miếng dầu ăn vô để khi mình tráng cái bánh nó không có bị dính cái chảo. Giờ cái củ sắn này mình bỏ vô một chút muối thì mình đi vắt nước để khi mình xào cái nhân á nó không có bị ướt. Em bột xong rồi nha, còn chị á. Còn nhân nữa là tráng. Còn nhân nữa là tráng. Qua công đoạn nữa là ăn. Trong khi chị Hồng xào nhân thì hai chị em mình sẽ đi cắt lá quế. Rồi cái quế mình khỏi đi. Lấy mùa dịch cũng có quế kìa. Bữa hôm á em ăn xong em lấy cái cây em ghim mà nó tốt vậy chị hai? Tốt có tài ăn. Dạ, đằng sau lưng chị có cây ớt nữa mà sao mấy bữa giờ mưa thúi trời ngủ ghê. Tím
ớt tím với ớt chỉ thiên. Thì chỉ lên trời chỉ thiên. Còn ớt mà chỉ dưới đất thì ớt chỉ địa hả? Ăn quế là đừng có bẻ cắt vậy nè, nó lên. Nó lên cây khác ha. Ở cây đó tốt quá trời chị. Bẻ nó bị sâu hết. Cũng may là cái nhánh này ghim nó lên được nhiều hơn ghê không? Chắc đủ luôn. Chắc được hả chị? Có hay ớt. Ớt nó bị dòi hết rồi chị ơi, đâu có trái nào đâu. Để em lên cây trước có ớt tím á. Đi mình đi hái ớt tím đi. Ủa tắm quá tại luôn rồi nha. Dạ để em qua. Trời ơi. Hôm nay mưa em đâu ra coi đâu chị, nay quá trời luôn nè. Một chùm của nó chắc 5-7 trái mà chị. Ồ như cái này nè thấy không? Ồ như nó đơm lên nè, nhìn đã ghê không? 11 trái. Ồ quá trời luôn. Cái này mà chín cây ăn đã ha. Phải nó ngọt hay gì mau hết chứ cay gì. Mình đi vô ra cây kia hái. Giờ là chị Hồng bắt đầu xào nhân. Dầu sôi mình cho củ hành tím vô. Củ hành thơm mà giờ mình cho thịt vô. Thịt nãy giờ mình ướp cũng 15-20 phút rồi, cũng thấm gia vị hết rồi. Thịt chín thì giờ mình để củ sắn vô. Cái nhân của mình chắc là ngon lắm đây. Giờ nghe cái mùi thôi là cũng muốn chết luôn á. Nó thơm. Giờ mình cho nấm mèo vô. Nhìn thấy cái nhân là biết bánh ngon rồi. Quá trời nhân luôn. Thèm luôn. Cái bánh cuốn nóng này ngon hay không là cái nhân á. Tại vì mình không có mua chả lụa nên là cái nhân mình làm hơi nhiều thịt một chút ăn cho nó ngon. Cuối cùng là mình cho hành lá vô. Cái này mình thiếu cái củ cà rốt nữa. Nếu có củ cà rốt nữa là cái màu tuyệt đẹp luôn mà ăn nó ngon nữa. Giờ là chị Hồng mình bắt đầu làm mỡ hành. Dầu sôi giờ mình để hành vô. Mình tắt bếp để giữ cái màu xanh của hành á. Chị Hai mình đổ cái bánh đầu tiên nha. Chết rồi. Đầu tiên mà chị, lúc nào cũng giống như là mình thử bánh á. Dày quá là không ngon. Dạ. Chiếc bánh đầu tiên nên là mình chỉ thử thôi, cho cái chảo mình nó nóng đều á. Qua chiếc bánh thứ hai thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Giờ tới cái bánh thứ hai. Có đẹp hơn không chị? Đẹp hơn nha. Nhìn chị căng thẳng quá, em tưởng đồ tiêu nữa rồi chứ. Đẹp hơn. Mỏng hơn. Dạ. Cái bánh nãy nó hơi bị dày. Mình đậy nắp lại để khoảng 15 giây cho cái bánh mình nó chín. Chị đổ làm sao mà chị Hồng cuốn nghe nhăn nhó dữ vậy? Nãy không quên test dầu rồi chị. Đúng rồi. Cái đầu tiên chị Hai mình bối rối quá, không có test dầu nãy ra một nồi vậy nè. Mà em mà đổ vậy mà chị cuốn sao bánh đẹp mấy hay. Quan tâm người cuốn á. Trời đất. Cái bánh của mình từ từ nó chín nè. Nó chưa lỗ đâu không biết gì à. Thông hơi hả? À? Ừ. Đổ nó vậy. Mỗi loại bánh có cách đổ khác nhau ha. Giống như bánh tay yến thì đổ ra hình chiếc nón. Để xem chị Hai mình lấy bánh như thế nào đây. Khéo quá chứ. Áp lực quá. Khéo quá đó chứ. Này người đổ, người cuốn, còn người đứng ăn là vừa.
trời đất. Chừng nào no cái đổi tới người khác vô. Cái nhân mình nêm ngon á, mình cuốn vô đây rồi mình chan nước mắm nữa là ngon dữ lắm á. Củ sáng nhiều nó ngọt. Rồi nhớ quét dầu vô dĩa đi chị. Để quên à. Chị sẽ nhớ. Chị Hồng cuốn khéo ghê không? Giờ mình làm nước mắm. Thì tỏi với ớt mình đã bầm sẵn, giờ mình để đường vô. Mình làm nước mắm giống như ăn bánh xèo vậy. Mình trộn đường vô, sau đó mình vắt chanh. Hồi nữa thì cái tỏi với ớt nó sẽ nổi lên trên mặt. Cái món này thì nước mắm là linh hồn nha, nước mắm dở là ăn bánh không có ngon. Mình làm cái vị nước mắm nó phải hơi chua chua ngọt ngọt. Giờ mình cho một ít nước vô mình pha. Cho đường nó tan á. Giờ mình cho nước mắm vô. Nãy giờ chị Hồng của mình cũng được một ít rồi. Ồ, chị hai giờ có kinh nghiệm ra cái bánh rất là đẹp luôn. Hai người thợ tài giỏi đây. Mùa dịch này thất nghiệp đổ bánh ăn. Giờ mà chị chú cộng vừa người ta không mua tới nước mục luôn á chị hai. Mấy giờ đâu có ai mua gì đâu. Dịch này khổ này, không mua mà không bán nữa. Khổ ghê. Thằng cuốn hay quá. Hay hả? Đẹp. Chị hai đổ khéo, chị Hồng cuốn đẹp. Cả hai chị đều đẹp. Còn sao nữa, có cưng nói luôn em. Khâu của em khâu gì? Khâu ăn. Em chưa ăn. Chút nữa em ăn em khen ngon nữa chứ gì. Ý chị nói vậy chứ gì. Em chưa ăn nên em chưa khen. Ồ, quá đẹp luôn. Chị cuốn đại. Chị Hồng khéo tay quá. Hết luôn hả? Hết luôn. Chị hai mình đổ cái bánh cuối cùng. Cuối cùng chị em mình cũng đã tới đích rồi. Lần đầu tiên làm. Bánh cuốn nóng của mình cũng đã xong rồi. Giờ mình chuẩn bị mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng thưởng thức với gia đình của mình nha. Bánh cuốn nóng này thì mình sẽ ăn với rau quế chắc nhuyễn và nước mắm chua ngọt. Giờ mình sẽ nhờ chị Hồng cắt bánh. Bánh ngon hả chị? Bánh ngon quá. Hấp dẫn. Bánh của mình xắt ra nè. Trời ơi, bên trong nhân rất là ngon luôn. Rồi giờ mình để lá quế lên cái dĩa bánh. Mình cho một miếng mỡ hành lên. Quá hấp dẫn luôn. Mình chan nước mắm chua ngọt vô nữa và mình bắt đầu thưởng thức. Chào cả nhà. Giờ mẹ phải phụ để lá quế vô với chị Hồng. Mình để lá quế nè. Lá quế tốt quá chị ha. Mùi lá quế thơm lắm các bạn. Mùa Covid nên là mình không có đầy đủ nguyên liệu để mình làm. Mình chỉ có những cái sẵn có ở nhà thôi. Nhưng mà vậy là cũng quá ngon rồi. Không biết anh. Giọt em. Em cho nước mắm này tự chan nha. Thích ăn mặn thì chan nhiều.
có mực ớt con đỏ ra nhìn hấp dẫn luôn. Còn trái này không? Nhân, dạ, trái dạ. Mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình nha. Nhìn có ngon á. Ớt đỏ trời. Còn trái này, ngay đó đi. Ăn không? Dạ. Mời cả nhà cùng ăn bánh cuốn với mình. Cuốn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Ngon. Mời cha mời mẹ mời chị Hồng mời cả nhà cùng ăn bánh cuốn. Ngon quá. Mùa này ăn tỏi ớt cho nhiều vô. Mời cả nhà cùng anh ăn bánh cuốn cống với mình nha. Ngon lắm luôn. Ngon quá. Cha thấy mấy chị em làm khéo không? Ngon. Ngon. Rất là ngon luôn. Chắc phải thêm dĩa nữa quá. Anh cuốn này làm nên đi bán được luôn nè. Chị Hai chị đổ khéo ha. Nguyên miếng bự luôn. Ngon. 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 Cái này cái nhân nó là bằng gì? Thịt heo với nấm mèo củ sắn cha. Chị Hồng cuốn mệt rồi, ăn ngon không chị? Ngon dữ lắm luôn. Nãy có đủ anh Thảo cho ăn nữa. Thảo chồng Hồng anh. Mà anh đi mất bùng rồi. Nước này sắp chiều. Ăn đi ngon dữ lắm luôn. Ngon. Nhiều quá chắc cha ăn phụ con không? Ăn nước mắm rồi, ăn tỏi gì đâu. Ăn tỏi vô nhiều nhiều á, ăn ngon. Cho nhân. Ô, bỏ mày nữa không? Cười trời. Ai ăn hết cứ bỏ qua đây. Đây con chia cho cha bớt nè. Mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng thưởng thức bánh cuốn nóng với mình nha. Nãy con bánh cuốn mùa dịch nên là mình cũng còn thiếu một số cái nguyên liệu. Nhưng mà mình nghĩ mùa dịch mà được ăn một dĩa bánh gì thì rất là ngon. Ngon quá trời chị Hồng. Ngon. Ngon dữ lắm ngon. Cho nước mắm rồi ăn ngon nữa. Ngon quá trời ngon luôn. Có cái mỡ hành vô nữa ăn cái thơm thơm béo béo ngon ghê á. Ngon luôn. Nãy chị Hồng cắt cho anh Nhân dĩa nhiều quá nha. Ăn no luôn á. Bự dễ bự mà. Đầy luôn mà ăn đã luôn. Ngon lắm nha. Nói ra mới nhiều. Bị con xí cái tết cho hả? Em nhà mình có ăn cơm. Ngon lắm. Ngon quá ngon luôn. Cái bánh này là mình tán luôn hả? Dạ Hải làm anh. Kéo ha. Chéo tay. Nhảy có chơi chị Hai rồi. Nên mình cứ ăn. Đi về cắm cơm hả? Bây giờ phải chạy về cắm cơm. Ngon quá chị ăn hết trước mọi người nha. Ngon quá trời. Không ngờ là mấy chị em mình làm được cái món bánh thiệt ngon luôn. Ngon. Clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. Chúc cho cả nhà xem video vui vẻ. Bây giờ gia đình của mình xin chào và hẹn gặp lại.